Chào bác nhé, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Bản Phúc Cường nhé. Hôm nay em lên cho bác một chiếc nồi cao tần của hãng Irith Ozama. Tất cả còn mới trên 95% các bác nhé. Mới trên 95% luôn các bác nhé. Đây là cái bụi rồi. Đây con nồi rất là đẹp các bác nhé. Mới tinh luôn. Chiếc này nó có đặc biệt một chút đây, bây giờ em sẽ chỉ cho các anh nhé. Đây, cái giòn này thì không nói rồi. Đây, giòn này rất mới các bạn, giòn rất mới rất xanh nhé. Đặc biệt của chiếc nồi này đây các bạn này, tức là nó tích hợp giữa bếp từ và nồi cơm luôn. Là khi các bác nấu cơm xong các bác có thể dùng luôn cái phần bên dưới này, đấy, chiếc bếp từ bên dưới này để các bác nấu đấy, nấu lẩu hay là các bác xào nấu món gì các bác xào nấu nhá, đấy, rất đơn giản rất tiện lợi nhé, đấy, hai trong một các bác nhé. Nó cắt tần ý hát các bác nhé, làm xong đời này rồi bao nhiêu đấy, các bác nhé. Chút ở cái dưới kia con ghi đợi hút rất chặt các bác nhé, mới tinh nên nó hút rất chặt nhé. Em ở đây 2017 các bác nhé, đây 2017 Irith Ozama các bác nhé. Đấy, dành cho các bác gia đình ít người hoặc các bác thích sưu tầm nhé. Đấy, rất độc đáo. Đây là chế độ cân các bác nhá. Đấy, cái này nó cân được gạo luôn các bác nhá. Cân được trọng lượng đây các bác này. Đấy. Đây nhá, em bỏ tay ra nhá. Đấy, đây là đang cân nhá. 15 g này, em ấn xuống này. Đấy. Ok, cái này nó cân được luôn các bác nhá. Đấy, cái này có chế độ cân luôn. Tức là các bác cho gạo vào, các bác bấm vào đây nó sẽ tự cân cho các bác luôn nhá. Đấy, bấm vào đây. Bác cho gạo vào đây này, đặt tay nha. Đấy. Đấy. Sẽ cân cho các bác nha. Rất hay các bác nha. Tự cân luôn. Rất nhiều chức năng nấu các bác nha. Đấy, rất nhiều chức năng nấu luôn. Rất dễ sử dụng các bác nha. Hâm cơm nha các bác nhé. Đấy. Còn với các bác sử dụng từ đây các bác bấm đây. Đấy, nấu luôn. Rất dễ sử dụng các bác nhé. Đảm bảo không có nổi đấy. Đấy, ok các bác nhé. Ngoại hình các bác, ngoại hình còn đẹp long lanh cạnh tranh luôn. Chiếc cái nồi này em đang bán với giá là 1,6 triệu các bác nhé, 1,6 triệu nhé. Dành cho các bác nào gia đình ít người hoặc các bác nào muốn sưu tầm nhé. Đấy. Rất ít gặp dòng này đấy các bác nhé. Dòng mới tinh. Ok các bác nhé, các bác mua hàng liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0971 051 751 các bác nhé. Xin chào các bác nhé.